Chào quý vị và các bạn, video clip này sẽ giới thiệu một chiếc Honda PCX phối màu cam đen và nhìn rất là bắt mắt. Thì thưa quý vị và các bạn, chiếc scooter này có dàn áo rất là hầm hố và bắt mắt vô cùng khi được chế thêm một cái dàn mũ và phối màu cam đen. Ngoài ra thì các cặp vành và giảm xóc trước cũng được sơn tĩnh điện, tạo ra một cái vẻ cứng cáp cho chiếc xe. Thì chiếc Honda PCX nguyên bản này nó thuộc cái đời 2000 và là sở hữu của một thành viên câu lạc bộ Honda PCX ở Hà Nội. Chủ xe từng độ dàn áo với nhiều chi tiết đúc composite ở cánh gà, đuôi xe và mặt nạ. Sau một thời gian sử dụng thì dàn vỏ xe xuống cấp nên chủ nhân đã gửi chiếc xe này vào một cái xưởng độ ở Sài Gòn để tân trang với cái màu cam đen nhìn rất là bắt mắt. Do phần nhựa chế composite cũ và lớp sơn lâu ngày bong tróc nên việc xử lý bề mặt rất là khó, khiến là thợ độ xe mất nhiều thời gian hơn. Và toàn bộ dàn nhựa này được xử lý để tạo độ mịn trước khi sơn một cái lớp sơn mới. Và các đường gân chế mủ nam tính được tôn vinh lên nhờ việc phối màu cam đen một cách rất là khéo léo. Ngoài ra, lớp keo bóng sau cùng để bảo vệ màu sơn và tạo ra cái độ bóng, độ tương phản thì nhìn rất là hoàn hảo, cho thấy là khi mà khoác lên cái bộ áo này thì chiếc xe toát lên một cái vẻ đẹp tổng thể. Phần dàn chân với những chi tiết như mặt nạ inox trước cũng được sơn pha lê, và có cái pha lê và kèm theo cái màu khói thì nhìn nó tôn lên cái vẻ đẹp và một cái vẻ dữ tợn. Nhìn tổng thể từ phía đằng trước trở lại thì giống như hình một chú chim ưng. Và cái thời gian thì khoảng 2 tuần, độ chiếc xe này trong vòng khoảng 2 tuần. Và chiếc xe này thì hiện nay nó cũng đang là một cái mẫu xe mà không mấy phần mà đắt khách, tuy nhiên thì cái việc mà nó bán dưới cái mức giá đề xuất thì đây là một cái sự tiện lợi cho khách hàng. Vì có vẻ là cái hình thức của nó thì không được người tiêu dùng ưa chuộng. Chính vì thế nên là cái phiên bản PCX mà cao cấp giá đề xuất là 55,5 triệu. Nhưng mà các đại lý họ bán thấp hơn, khoảng từ 1,5 đến 2,5 triệu so với giá đề xuất. Rồi, chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy like cho video, đăng ký kênh để ủng hộ tác giả.